Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 25 tháng 1 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính như sau. Chấn động Hoa Kỳ, kẻ phản thùng Mike Pence chưa kịp ra đối đầu với Tổng thống Trump đã dính phải án này. FDA đề nghị kế hoạch chích ngừa COVID-19 một liều mỗi năm. 10 lý do khiến Trung Quốc không thể sớm tấn công Đài Loan. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, tiếp nối vụ việc tài liệu mật của Joe Biden cất giữ trong nhà, đến lượt luật sư cựu phó tổng thống Mike Pence tìm thấy hơn một chục tài liệu đóng dấu mật tại nhà riêng của ông ta tuần trước, và ông đã nộp số tài liệu đó cho FBI. FBI và Ban An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp DOJ bắt đầu duyệt xét số tài liệu này và điều tra tại sao tài liệu nằm ở nhà của ông Pence. Luật sư của ông Pence tìm thấy số hồ sơ đó tại nhà mới của ông ở Carmel thuộc tiểu bang Indiana, sau khi lộ ra tin tài liệu mật được tìm thấy tại văn phòng và nhà riêng Joe Biden. Trước đó, khi FBI đột kích bất hợp pháp vào nhà cựu Tổng thống Trump, thì cả Joe Biden và kẻ phản bội của đảng Cộng hòa Mike Pence đã liên tục tuyên bố ông không giữ bất kỳ tài liệu mật nào. Tuy nhiên đến nay thì ông ta đã hết chối. Tới sáng thứ ba vẫn chưa rõ nội dung, mức độ nhạy cảm hoặc là mức độ mật của số tài liệu này. Nhóm luật sư của ông Pence dự tính thông báo sự việc cho Quốc hội vào thứ ba. Cựu phó tổng thống Pence yêu cầu luật sư tìm kiếm trong nhà ông để đề phòng, và luật sư bắt đầu lục soát 4 thùng hồ sơ ở nhà ông Pence vào tuần trước, tìm thấy một số ít tài liệu đóng dấu mật theo những người nêu trên. Luật sư của ông Pence lập tức thông báo cho Văn khố Quốc gia NARA và cơ quan này đã thông báo cho DOJ. Luật sư của ông Pence cho CNN biết FBI đòi tới lấy số tài liệu đóng dấu mật đó vào tối hôm đó và ông Pence đã đồng ý. Đặc vụ FBI tại Indianapolis tới nhà ông Pence lấy tài liệu. Hôm thứ Hai, nhóm luật sư cựu phó tổng thống Pence chở 4 thùng hồ sơ nêu trên về Washington DC, giao cho NARA duyệt xét số tài liệu còn lại theo đạo luật hồ sơ tổng thống. Trong thư gửi NARA mà CNN có được, ông Greg Jacob, người đại diện cho ông Pence ở NARA, cho biết một số ít tài liệu đóng dấu mật vô tình bị cho vô thùng và trở về nhà vị cựu tổng thống. Và cũng như lời ngụy biện trước đó của Joe Biden, ông Pence nói rằng ông không biết tài liệu mật hoặc nhạy cảm ở nhà ông. Cựu phó tổng thống Mike Pence hiểu rất rõ việc bảo vệ thông tin mật và nhạy cảm là rất quan trọng, nên sẵn sàng hợp tác hoàn toàn với NARA cũng như bất kỳ cuộc điều tra thích hợp nào. Ban đầu, những thùng chứa số tài liệu mật đó được đưa về căn nhà tạm của ông Pence ở Virginia rồi mới chuyển tới Indiana. Những thùng đó không nằm ở nơi an toàn, nhưng một khi tài liệu mật được tìm thấy, những thùng đó được cất ở nơi an toàn trong nhà. Luật sư cựu phó tổng thống Pence cũng lục soát văn phòng của ông ở Washington DC, nhưng không tìm thấy tài liệu mật hay là hồ sơ nào khác thuộc đạo luật hồ sơ tổng thống. FDA đề nghị kế hoạch chích ngừa COVID-19 một liều mỗi năm. Quý vị thân mến, Cơ quan Quản trị Dược phẩm và Thực phẩm FDA vào ngày 25 tháng 1 vừa đề nghị kế hoạch chích ngừa COVID-19 chỉ một liều vào mỗi mùa thu như chích ngừa cúm. Trong tương lai, cơ quan này cho biết hầu hết mọi người có thể chỉ cần một liều COVID-19 mới nhất để khôi phục khả năng đề kháng, bất kể họ đã chích bao nhiêu mũi trước đó. Theo tài liệu tóm tắt của FDA gửi cho các cố vấn về vaccine, có thể cần hai liều cho những người còn rất trẻ và chưa bị nhiễm, người già hoặc là những người có hệ thống miễn dịch yếu. Đề nghị này khiến một số nhà khoa học ngạc nhiên, trong đó có một số cố vấn riêng của FDA. Họ dự kiến gặp nhau vào ngày 30 tháng 1 để thảo luận về chiến lược chích ngừa mới, bao gồm cả liều lượng nào nên được cung cấp và lịch trình nào. Chỉ khoảng 40% người lớn từ 65 tuổi trở lên và 16% những người từ 5 tuổi trở lên được chích mũi tăng cường mới nhất. Nhiều chuyên gia, bao gồm cả giới chức liên bang, tin rằng liều lượng là quan trọng nhất đối với những người Mỹ có nguy cơ cao mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19, gồm những người lớn tuổi, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai và những người mắc nhiều bệnh nền. Cơ quan này cho biết thêm, hầu hết các cá nhân có thể chỉ cần tiêm một liều vaccine COVID-19 đã được phê duyệt hoặc cho phép để khôi phục khả năng miễn dịch bảo vệ trong một khoảng thời gian. Các tài liệu cho biết trẻ em có thể chưa bị nhiễm virus, cũng như người lớn tuổi và người bị suy giảm miễn dịch có thể cần chích hai mũi. Theo kế hoạch của FDA, giới chức y tế liên bang sẽ chọn thành phần vaccine vào tháng 6 hàng năm nhằm mục đích tạo kháng thể chống lại bất kỳ biến thể mới đang lây lan. 10 lý do khiến Trung Quốc không thể sớm tấn công Đài Loan. Thưa quý vị, ít năm gần đây, dồn dập dự báo về khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan theo thời gian sắp tới. Tư lệnh Hải quân Mỹ Mike Gilday tháng 10 năm 2022 cảnh báo Trung Quốc có thể đánh Đài Loan trước 2024.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia có cách nhìn trái ngược bởi 10 lý do khiến Trung Quốc không thể sớm tấn công Đài Loan. Theo đó, chuyên gia đã so sánh trước hết các phát biểu đằng đằng sát khí của lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình với phát ngôn của các thành viên khác trong ban lãnh đạo của Trung Quốc. Trong bài diễn văn trước Đại hội Trung Quốc lần thứ 20 vào tháng 10 năm 2022, ông Tập Cận Bình đã tái khẳng định việc Trung Quốc sẽ không từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan. Ông Tập tuyên bố chắc nịch rằng việc thống nhất hoàn toàn đất nước của chúng ta phải được thực hiện và điều đó chắc chắn sẽ được thực hiện. Phát biểu của lãnh đạo tối cao đã được 2.300 đại biểu hoan hô nhiệt liệt. Tuy nhiên, lãnh đạo tối cao Trung Quốc từng khẳng định mong muốn thống nhất Đài Loan ngay trong nhiệm kỳ của mình và mục tiêu thống nhất Đài Loan của ông Tập cũng không khác với tất cả các lãnh đạo tiền nhiệm từ Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình đến Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Nhưng ắt hẳn cũng như các lãnh đạo tiền nhiệm, ông Tập Cận Bình sẽ phải đối mặt với thực trạng đó là các điều kiện cho thống nhất không hội đủ. Mục tiêu khả thi hơn cả đã được chính lãnh đạo tối cao Trung Quốc đề ra hồi năm 2019 khi ông Tập Cận Bình tuyên bố trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 40 năm thông điệp gửi đồng bào ở Đài Loan, đó là tình hình chia cắt hai bờ eo biển cần được giải quyết vào thời điểm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kỷ niệm 100 năm thành lập, tức là vào năm 2049. Bởi vì 7 tháng trước đó, vào tháng 3 năm 2022, trong kỳ họp quốc hội hàng năm, trong báo cáo của chính phủ do Thủ tướng Lý Khắc Cường trình bày và trong báo cáo của Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, ông Uông Dương, vấn đề Đài Loan, bao gồm cả mục tiêu thống nhất, đã bị hạ thấp một cách đáng ngạc nhiên. Vấn đề Đài Loan chỉ được đề cập một cách ngắn gọn trong chủ đề chính sách một Trung Quốc. Cuộc họp Quốc hội Trung Quốc thường niên diễn ra chỉ ít ngày sau khi quân đội Nga tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Vào thời điểm đó, giới quan sát trên toàn cầu bắt đầu thảo luận về việc liệu Đài Loan có thể là một Ukraine tiếp theo, liệu Bắc Kinh có theo bước Moscow. Chuyên gia Hemans Anlaka ghi nhận là hầu hết giới phân tích chuyên về Đài Loan đã thực tế khi phân tích quan điểm của giới cầm quyền Trung Quốc, tách biệt hai trường hợp Ukraine và Đài Loan. Về vấn đề này thì chuyên gia dẫn ra quan điểm của hai học giả nổi tiếng. Thứ nhất là quan điểm của giáo sư chuyên về quan hệ quốc tế, ông Hamada Koichi, từng là cố vấn đặc biệt cho cố thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản. Vì chuyên gia này từng nhận định rằng, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhận thức rõ là việc chinh phục Đài Loan bằng vũ lực rất nhiều khả năng sẽ phản tác dụng. Theo chuyên gia Hamada Koichi, vào thời điểm Trung Quốc đang chịu áp lực nghiêm trọng về kinh tế và tăng trưởng đang chậm lại rất mạnh, đây là lựa chọn bất đắc dĩ với Trung Quốc. Một ý kiến khác được dẫn ra là của nhà nghiên cứu Tân Du Quyên, vốn là thành viên của Viện Cải cách và Phát triển Trung Quốc, đó là thay đổi vì phát động một cuộc xâm lăng. Trung Quốc sẽ chọn gây áp lực lên Đài Loan bằng cách sử dụng phối hợp nhiều phương pháp để thúc đẩy việc thống nhất. Quốc gia này có thể sẽ tung ra nhiều chính sách ưu đãi hơn và cố gắng khởi xướng thảo luận về khuôn khổ một quốc gia, hai chế độ với các đảng cầm quyền và đối lập của Đài Loan. Tóm lại, không thể phủ nhận, mục tiêu thống nhất Đài Loan với Trung Hoa Đại Lục là một phần không thể thiếu trong mục tiêu đại phục hưng dân tộc Trung Hoa của ông Tập Cận Bình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Bắc Kinh sẽ quyết định xâm lăng Đài Loan ngay bây giờ. Chính quyền Tập Cận Bình đã nhiều lần đe dọa thống nhất Đài Loan, thậm chí bằng vũ lực nếu cần. Nhưng điều đó không có nghĩa là Bắc Kinh sẽ sớm xâm lược Đài Loan. Năm lý do quân sự khiến Bắc Kinh đau đầu. Riêng về mặt quân sự, chuyên gia Ấn Độ nhấn mạnh thêm năm lý do cụ thể khác khiến chính quyền Tập Cận Bình rất khó mạo hiểm tấn công Đài Loan. Thứ nhất là sự khác biệt về tiềm lực quân sự và địa hình của Đài Loan khiến Đài Loan trở thành mục tiêu khó chinh phục gấp bội so với Ukraine. Đài Loan được trang bị vũ khí tổng răng. Và khác với Ukraine, một xứ sở bình yên, Đài Loan là một đất nước hơn 100 hòn đảo. Địa hình với núi đá granite của Đài Loan cho phép bố trí các đường hầm và hệ thống bom ki phòng thủ vững chắc. Về mặt hỗ trợ quân sự quốc tế, Đài Loan có thể trông cậy được ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, cả Úc và Ấn Độ và thậm chí cả các đối tác châu Âu. Cho đến nay, chính quyền Mỹ vẫn duy trì chính sách mơ hồ chiến lược với Đài Loan, tức không khẳng định có trực tiếp bảo vệ Đài Loan bằng quân sự hay không. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều khả năng Washington không để Bắc Kinh rảnh tay trong bất kỳ chiến dịch quân sự nào chống Đài Loan. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.